Dạ xin chào anh chị nha. Thì hôm nay bên em thu được một chiếc xe nằm trong top cũng phân khúc hạng C, Kia Cerato 2019. Xe thì màu ghi xám. Nội thất bên trong thì lên được cho mình là cái kem hành trình nè, lót tablo, lót sàn, cửa sổ trời khá đầy đủ rồi. Odo thì khoảng 30.000 thôi. Hàng ghế phía sau thì khá là rộng rãi ạ. Ghế da màu bi, điều hòa sau đó, trang bị cũng được khá đầy đủ rồi. Xe thì máy xăng 1.6, thì nếu mà mình có nhu cầu đi gia đình hoặc dịch vụ thì anh chị có thể tham khảo được chiếc này. Cerato này là một chủ từ đầu nha. Khi có xe đẹp là tụi em sẽ xuống thẳng dưới Tiền Giang để mua luôn. Anh chị nào mà có người quen á thì bán xe cứ liên hệ tới bên em ạ. Đây, khúc sau của xe khá là rộng rãi ạ. Đựng đồ thì rất là vô tư luôn, cả biến lùi cam lùi theo xe. Lớp sơ cua đây. Để đi một vòng lên trên. Xe chủ còn khá là dữ ạ. Màn hình rin theo xe, rồi gần số vẫn còn khá là mới nha. Xe qua sử dụng thì không tránh được xuất sát bên ngoài rồi. Thì khi mà về tới cửa hàng bên em sẽ kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Xe thì được đưa về tàn trung 9, 793 quốc lộ 13, huyện Bình Phước, Thủ Đức ạ. Đó, mình có nhu cầu thì cứ liên hệ tới các số hotline bên em để được hỗ trợ ạ. Đây là cái gì đó thì em cũng biết nữa anh. Rồi, 499 triệu cho một chiếc Kia Cerato 2019.